gì này mới xuống nữa nha, quá sướng rồi. Ôi trời, ếch bành bành không cả nhà. Đó nè, đó ảnh đó, đã 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 đã, ngon cơm ngon cơm, ngon ngon quá trời luôn cả nhà. Ô một lợp luôn là ếch cạnh cạnh không, ngon lành nha. Đó đó, đã không tiếng gì, ngon ngon đã cả nhà. 4-5 con thế này, đó một khúc luôn, ngon lành luôn, một khúc luôn nha. Rồi hôm nay cũng tới giờ đi thăm bẫy cả nhà, mà cô chú anh chị cùng trải nghiệm với hai chồng em nha, lấy những cái lợp ếch như đây nha. Đây một cái này, chút xíu nó sót, thấy im ru rồi. Hai con cái nhà, nó hai chú, hai chú. Hai chú nhỏ. Nghe nhảy gột 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 vậy không thấy nhỉ. Mấy con mình giữ vậy không thấy. Con cái này nặng nặng nè, 5 con hay gì quá, bồ hồng hết thấy đường. Không có đặt góc này một cái nha, trời ơi bả không gì, giặt một gió là sống hay gì. Hai con nha, hai con nhỏ luôn, cái bẫy rắn đặt đây này, mình lập ếch em cũng đặt đây luôn. Ủa, nhảy dữ ở nhà, nhảy dữ ếch dữ rồi, ếch bự ở nhà, bành bành không, nửa ký ếch, hơn nửa ký. Đó, ếch ếch cơm không ở nhà, đã không. Ấy hoài nó không cho mình chụp hình nha. Nghe gột gột rồi cả nhà. Nó bùng nha. Ồ, ồ, ồ. Ba con. Hai nó bự nhảy ghê. Bự nhảy thương rộp 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 rộp. Rồi cái bẫy đây mình kiếm nữa giờ. Trời, nước ngột. Hai con nó nhỏ không vậy trời. Nó nhỏ vừa thôi đó. Để đi lấy tên cái nào chú ơi. Trời ơi, bả nó vô không gì xem ếch vô nổi. Quá trời bả. Ôi ôi trời ơi, cái nhà. Ui, bình bể lợp luôn, nhảy bể lợp luôn. Ôi là trời, chạy nữa nha. Bể lợp luôn. Nó sầu không? Quá trời. Con quá trời bả, ba con cả nhà, ba chú
thấy một pha lô đang trú. Trời, bã quá bã luôn rồi. Trời, bã vô đây nhóc luôn. Đây cái này. Đó, đó, mà xong thì gột, 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 gột. Ôi trời, bể hôm cái nha. À. Bể hôm ra. Bó tay. Cái tượng luôn cô chú ơi. Vô gì kì vậy. Hai con thế này. Gột, gột, gột ghê à. Nó không đây là một cái rồi trực quét gộp 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 rồi rồi còn một cái nhà hả luôn bà giữ bà giữ rồi ba con nha ba ếch cơm luôn nhìn nó nhảy gộp 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 luôn. Hồi này không còn cái nữa. Trong lỏng gì? Rồi có luôn cái nhà. Đó, gột, 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 gột là phải. Ba con nữa. Đó, chờ mùa hông rồi, không thấy đường quay luôn. Tiếp tục luôn, đúng rồi. Ui, không nghe nhảy gì vậy. Trời ơi, chết chân rồi. Ba con, cái này nặng chết chân rồi. Đất hơi khô, chết. Tiếp tục luôn. Có nhà, còn 4 con. Nhảy thế nào, rộp, rộp, rộp. Theo gốc cây xong gốc cây chú ngủ chụp quá trời bể hơn hết trơn luôn ấy. Mày con gì vô dữ vậy trời mèo chó vậy mà vô cắn đứt hôm ra luôn hôm nè có tay rồi nó tiếp tục. Một con cái nè. Trời, cái cứng gì. Cái cây. Trời, cái lửa. Chết quá rồi. Yeah. Khui hàng thôi. Khui hàng đi vui. Rồi. Ba con nhỏ xíu. Ba con nhỏ nhảy nè. Mà cô chú còn làm việc mới nè. Nãy giờ bị tao phá cho cái nhà. Phá cái chục cái của em. Ủa nó có răng của nhà. Đó. Sao phải còn đây nè. Ngồi lại nhau lại nè. Ồ, hai cái dạng gần bên luôn, chạy nhóc quá dạng luôn nha. Cái này cũng được 5 số con. Đó, ngon lành chưa. Máy này nó mờ quá. Rồi, không ấy. Đèn có cái này. Ba con. 4 con chết hết 2 con có chút chút không mà không nghề nào cũng bị phá nha cô chú ơi chán quá gắn thì bị tạc gắn ớt thì bị tạc ớt
chứ không biết làm ngày gì nữa nè. Mẹ tối ngày ăn cắp con trộm của ta không. Sao vậy cứ theo nha. Sao mà không có được. Cho mà không có được. Bữa còn nè. Bị khóa thôi. Tiếp tục luôn. Nó nãy rồi. Rộp. Rồi bà kinh nẻ nó cắn. Nói chú bà con chú rồi nha. Trời xe cũng hừng hừng sáng rồi. Để chúng thật hay chúng gió gì không. Có đây cái này. Làm sao mà không có được. Đóng luôn nha. Nằm sau con. Ngon lạnh. Tôi này có một cái này. Mình đi kiếm. Tôi mắc bẫy. Tiếp theo luôn nha. Chỗ nào không bị phá thì còn hy vọng có đó. Không mất cũng nhiều mà không nhiều cũng mất ha. Không bữa nào mà không có được ha. Nãy nguyên một dây luôn cả nhà, cái chục cái bị ta phá. Đang cái này. Đặt hai cái sát bên luôn, rồi nó cứng luôn cả nhà. Chạy chỗ này sao mà nói là cú vớt lại mấy cái nó bị ta đổ quá nhỉ. Có hai cái gì hả, cái nào nữa không. Được, hai cái sợi sót bảy ớt nó chết lên bây giờ nhiều rồi. Thời điểm này bên cái này, ủa cái miệng đâu, bít miệng này luôn rồi. Cái gì con cưng gì vô rồi, tới đây bị phá tiếp nữa nè, nhìn là biết rồi, tổ lại bít miệng luôn. Đây nè, tóc ra chứ bà nội nữa chứ, bắt ra này tóc ra là chấm lỏng luôn à. Má mình chó thiệt chứ, bơi rồi đây đó em vô cho nước chảy đó còn nữa. Cái nào còn lại nhảy đi làm chó ăn cứt kìa.